Mọi người cứ nói mình vô dụng, mình phải đi tầm sư học đạo mới được. Có người tới. Ông có phải là đạo sĩ nón lá không? Chính là ta. Bây giờ con muốn đi tầm sư học đạo, con phải làm sao? Con hãy xuống dưới kìa người không nên cài trí, hay ho để heo học, con sẽ thành công. Cảm ơn đạo sĩ, con đi đây. Người hay ho hay ho. Ê bà già, đi đâu mà lẩm bẩm vậy? Ở đây, mày biết người nào hay ho không? Trời cử kiếm ai? Ông trên đó kìa. 3 năm sau. Cuối cùng giờ đây mình cũng đã hay ho giống như sư phụ. Ê Vĩnh, sao em buồn hiu vậy? Em có bụng quá không có gì ăn hết. Được rồi, em ở đây đợi chị. Chị có cái cho em ăn. Hành động. Hả? Cái gì vậy chị hai? Mỏng dừa chứ gì, em chẻ ra đi rồi mình ăn. Ngon quá. À, ông Tám, ông đi đâu vậy? Kiếm trái dừa, thằng Ngạo lấy mắt kêu trái dừa giống của tao rồi. Rồi, thằng em mình no đòn. Ê, thằng nhỏ. Ừ. Ê, Đạt, mày làm cái gì mày buồn dữ vậy? Con mới bị hết tình. Mới tí tuổi mày đặt yêu với đường. Ê, có chuyện gì từ từ nói, mày đừng có nghĩ quẩn như vậy. Mọi thứ đã đi quá xa rồi, không thể nào dừng lại được nữa. Còn cha mẹ nữa con à, con phải bình tĩnh lại. Buông con ra đi, không kịp đâu. Đừng con ơi, đừng có nhảy. Con không nhảy rồi làm sao vớt được cái xuồng của con? Trôi lúc đằng kia rồi kìa. Làm nãy giờ tao tưởng